I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi lại nhân vật bartender với 82 với bộ trang phục rượu phán quyết luôn. Ngày hôm nay thì mình cũng thi những môn chuyên ngành xong rồi, ngày tuần sau thi nói nữa là xong. Trời ơi, bây giờ rất là thoải mái. Thi nói tiếng Trung thì chỉ cần nhìn mặt chữ, nhớ cách đọc thì nói chung là cũng cần phải có nhiều thời gian, nhưng mà cảm giác nó vẫn thoải mái hơn. Mình nhớ ngày xưa một kỳ thi năm cấp 3 là thi rất là nhiều môn: toán, lý, hóa, văn, sinh, sử, địa, rồi công nghệ chứ, rồi thể dục, quốc phòng, đầy đủ môn rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng nó cũng qua rồi. Nhưng mà thấy nó cũng kiểu không áp lực bằng lên đại học mọi người. Trời ơi, ngày xưa tôi đi học thầy cô toàn nói theo kiểu lên đại học sướng lắm, thích ăn năn, ngủ ngủ, chơi chơi. Nhưng mà nói đó là mình một cái phương diện gọi là không có trên thế giới này ấy. Thật sự đó là một cái phương diện mà mình thấy nó kiểu nói cho vui, chứ mình có thấy có đúng gì đâu, không hề đúng luôn. Kiểu nó rất là khác biệt luôn. Khi mà mình lên đây mình học rồi mình mới thấy. Ừ, các em cứ muốn nghỉ thì nghỉ nha các em. Các em rớt thì cứ phải nhân đôi học phí lên nha các em, kiểu như thế. Chứ không phải thích nghỉ nghỉ là kiểu gì cũng cứ sẽ đạt đâu, không hề luôn. Nhưng mà được một cái là không có bị họp phụ huynh. Không bị mời phụ huynh họp. Kiểu lớn này ai mà họp cái kiểu đó nữa. Tiền bạc á là dựa trên thời gian quy định đúng không? Đến ngày mà không đóng là coi như là tắt tiếng liền. Rồi chị Mỹ Nhân chỉ bị hấp diêm. Khổ ghê luôn á. Chơi game mà cứ bị như thế này thì chắc chắn là nó cũng hơi bị bực, hơi bị bực. Không được chơi á, mà người ta cứ đè mình ra hai đứa dí một thì làm sao mà chơi. Sửa máy một mình như đây thì mình thấy hơi buồn, bởi vì nó lâu, thứ hai là điểm không có nhiều nữa. Nhưng mà tốc độ giải máy nó nhanh hay chậm cũng tùy thuộc vào cha này, thứ hai là nó cũng thuộc vào cái hiệu chuẩn của các bạn, nó có chuẩn không. Nó nhanh thì ấn vào hiệu chuẩn, nó màu vàng thì ok, mà ấn là ngoài màu xám thì nó sẽ chậm hơn, cái đó là chắc chắn rồi. Wow, chạy nhanh lên. Để mình sửa xong cái máy rồi mình ra mình cứu. Ồ, có vẻ như không cần đâu. Mình thấy lực lượng ra cứu cũng đông đảo phết rồi đấy. Cá, ôi. Nếu mà mình sửa máy cúp là chắc chắn là mình sẽ được 4.000 điểm ấy. Mà đây được có 3.000, rất là ít. Không đủ tiền để mua thuốc luôn. Rồi, mua súng ra cover. Căng quá thì không cứu nha. Ông gác mổ, ông cũng bị đè ra, ông khổ ghê, chắc không cứu được luôn, bay rồi. Hai đứa cao một lúc rất là khó cứu, có cứu được thì cũng không thoát được đâu. Rồi, bà bơi qua đây rồi đó. Mấy cái đồ này mình nên giấu đi nhá, nhiều khi người ta đi ngang qua người ta lượm đấy, sợ lắm. Nhất là những cái lúc mà mình mua đồ đang có mấy cái đứa đứng xung quanh điện thoại nữa chứ. Rồi, cắm mắt. Bơ lên đây tôi bắn liền luôn. Nè, đừng có thách thức ai nha. Thách thức súng đi nha. Biến liền, biến liền. Thách thức ai, đừng có thách thức cây súng của chị. Chị thấy là chị bắn ngay vào luôn. Bartender mình thấy cũng dễ chơi mà, cầm nhánh chín. Sau đó là mình cũng làm sao thì làm. Nhảy ván, nhảy cửa sổ để tăng tốc chạy. Ok, ok, ok. Không cứu được, khó quá. Bữa nay làm sao mà mình rất là may mắn vô được một cái trận đấu mà sửa máy thấy cũng rất là nhanh. Được hai máy rồi này. Vô mà thấy có một máy. Cai, đồng đội cai quá trời, ngồi ghế quá trời, mà cuối cùng là cũng không được máy bao nhiêu thì cũng rất là buồn. Cứu được không? Cứu được không? Ok ok, được luôn. Đây là mình đi cover.
Ơ kìa, cho xe rượu xong rồi hẳn đào chứ, cha này. Có rượu đây nhưng mà không có cho được. Máy này. Trời ơi, máy trinh nguyên, nguyên kem, máy mặn luôn. Wow, để đây cho cái chai rượu nè. Đứng im. Ông cứ chạy đấy làm sao mà cho chai rượu được. Ui dồi ôi. Nhìn khổ thật sự luôn á. Nó giết ra bằng được luôn kìa. May quá kéo hụt rồi. Ui nước. Gáng lên mình mua súng. Ôi không kịp rồi, nó xách qua đấy thì mình chịu rồi. Ai... Vứt đồ đây đi, lát còn đi kiếm. Ôi, nó qua liền liền luôn á. Ô kìa. Nó móc vé mà nó không thấy mình. Nó bị lé rồi. Rồi vứt cái đồ đây, lát nữa có cai thì chạy qua lấy. Mệt mỏi ghê luôn á. Còn đúng một máy cuối. Bên này hình như là trống hết máy rồi. Hết máy ở phía bên ga 1, ga 2 rồi. Rồi, chạy xe sang luôn. Lát nữa nếu mà mở cổng mà có xui thì mình sẽ dùng cái này mình chạy sang ga 1. Cái map này mình cực kỳ ghét luôn á. Bởi vì khi mà mình đuổi được tụi nó xong tụi nó cứ lên tàu nó chạy. Mà khi mà mình chơi những cái nhân vật Hunter mà đã không cơ động rồi, mà gặp những cái bạn mà đã sử dụng tàu mà đi thì rất là tức. Bởi cho nên là có những lúc chơi mà kiểu trầm cảm luôn á. Nói chơi game để xả stress nhưng mà thấy tụi nó chơi xong mình còn mệt thế, mệt mỏi trong người thêm. Nhưng mà giờ có lẽ là chơi xong trận này chắc phải đi ngủ một miếng. Chứ mấy ngày nay rất là mệt thiệt. Ngày hôm qua mình thức đến gần 2 giờ sáng, mình học 100 câu trắc nghiệm. Thầy cho hết đáp án rồi, nhưng mà mình vẫn phải soạn ra một cái file gọi là file trắc nghiệm. Sau đó là học thuộc, bắt đầu là mở cái file đó lên để test, làm lại, kiểm tra lại xem có thuộc hay không. Sáng nay thì 100 câu nó ra đúng có 16 câu. Trời ơi, nó nhàn nhã kinh khủng ấy. Chứ nếu không thì có mà ăn cám. Tại vì có 16 câu là 4 điểm lận mọi người ơi. Gần một nửa điểm rồi. Mà mình không học thì rất là tiếc. Trong khi đó là mình có đáp án ở trong tay rồi. Người tính là thầy bên lớp mình cũng tốt. Bởi vì là ổng cho đáp án sẵn, còn nhiều lớp là không cho luôn nha. Tự kiếm trong sách, tự đi mà soạn. Cho nên là cũng nhờ thế mà mình cũng quen được khá nhiều người. Tức là mình cũng share cho người ta đáp án để họ học. Chứ nếu như mà đi kiếm một đáp án, một cuốn sách mà gần cả 1000 trang thì các bạn hỏi các bạn xem cụ kiếm đến bao giờ nó mới xong. Tôi quá khổ đi mà. Thôi để mình đi cứu mấy bạn kia. Có những môn là một cuốn sách hơn 1000 trang giấy. Học thì giống như kiểu skip vậy đó. Nhưng mà nó nặng kinh khủng, không nọ đi phô mà gần 100.000. Úi dồi ôi, nó nặng. Một lần đi học một buổi thôi mà nó nặng kinh khủng. Rồi xong. Quá mệt rồi, ớ chết rồi. Ôi thế thì con hươu đã đánh mình rồi. Úi dồi ôi, khổ chưa. Úi dồi. Thôi để cho mẹ uống rượu đã. Chết rồi. Không kịp hồi rượu luôn. Con hươu đâu nó chui đến vậy trời. Các bạn để ý cái cổ con bên này, nó có một cái bẫy này. Ngày trước thì mình không nhìn kỹ, mình cứ tưởng cái vòng cổ. Vậy là cái súng chưa kịp dùng luôn á mấy má. Để lát nữa tới công chuyện với chị liền.
Ôi, mình ngồi ghế đây rồi không biết có ai cứu không cơ. Trời ơi, nó bơi kìa má. Nó bơi như ngựa vậy đó. Trời ơi, đặt bẫy mọi người. Mọi người thấy con bên đặt bẫy không? Ôi, chị Mù cứu mình này. Trời ơi, chị Mù ơi. Em yêu chị Mù ơi. Hay quá nhờ, chị Mù cứu mình. Rồi, nó tới nữa. Trời ơi, nó móc kìa má ơi. Nó móc xuyên qua đầu con Mù luôn á. Cái súng đây này, cái súng đây. Tới số mày rồi. Tới số mày rồi. Ai mà ngờ đâu á, thiệt sự luôn. Đang quay tới quay lui tới thấy con bên đằng sau lưng rồi. Trời ơi, đặt bẫy đặt mắt ở đây nè. Mà... có cần thiết mà như thế không hả? Cô chết, nó móc vào Mù rồi. Móc con nhỏ Mù tội nghiệp vậy trời. Mà nó không đánh nha, nó không đánh luôn. Thanh niên bây giờ chỉ thấy là mình đang một lần nữa lên ghế, mình móc cho bằng được ấy, cứ đánh. Hay, móc dơ rồi. Thôi nhảy xuống hầm thôi chứ mình không thể nào mình la cổng được, bà cá bà ở cổng. Quá mệt mỏi, game on baby. Cha nội bê mất dấu rồi, trời cắm con mắt xong mất dấu. Úi dồi, ba con mắt. Tôi mệt mỏi. Điên đâu cũng mắt. Giữa cầu hai con, sang ga hai một con, đến đây ba con này mọi người thấy không? Nhúc. Rồi thắng rồi nè, thắng rồi, nhảy vào đi mọi người ơi. Quá mệt mỏi. Ok, mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Bye bye. Giờ đi ngủ đã, buồn ngủ quá rồi.